Tú Phone Mobile xin kính chào mọi người. À, ngày hôm nay bên em có đi chọn máy và hôm nay bên Nam có bốn cây iPhone zin chưa đúng ốc, chưa bung mở, zin nguyên bản, hàng tuyển chọn để giới thiệu với mọi người. À, đầu tiên em giới thiệu với mọi người một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 128 GB. À, về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc. Em sẽ cố gắng quay rất là sát rất là kỹ và rất là nét cho mọi người xem. Mọi người có thể thấy là máy rất là đẹp à, Xin lỗi mọi người tại vì giọng của em hôm nay hơi bị khàn Đặc điểm mà công việc là đi chọn máy suốt ngày nên là cổ họng rất là hay có vấn đề Camera ở trên một cây máy zin chưa đúng ốc thì chọc vắt mọi người nhé Không có bụi, không có bạc gì cả. Ở đây thì mọi người có thể thấy là cái viên ở Ở cái giữa khe lưng và Viên nhôm rất là khít Lưng rất là đẹp mọi người nhé Viên pin zin theo máy của cây máy này thì Còn ở mức 87% Mức 87% là một mức cũng rất là cao Đối với dòng iPhone XR Hàng zin chưa đúng ốc đến thời điểm hiện tại cái máy này thì có mã số là 613T và mức giá bên em để cho mọi người là 5 triệu 800 nghìn. và tiếp theo là một cây iPhone 11 Pro Max phiên bản quốc tế 256GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé. Mọi người có thể thấy là máy rất là đẹp Nó Không hề bị cấn móp Không hề bị Trầy mọi người nhé Và mọi người lưu ý là Không phải shop nào nói cùng với một từ ngữ giống nhau Ví dụ như thế là đẹp 99 hay là máy đẹp Thì bán cũng là máy đẹp như nhau mọi người nhé Hiện tại có rất là nhiều shop ở trên thị trường gian lận kể cả về chất lượng và kể cả về ngoại hình Nhiều khi là mọi người tưởng mua được rẻ Nhưng thật ra thì không hề rẻ một chút nào Pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 86% Cây máy này có mã số là 519T Và mức giá bên em để cho mọi người là 10 triệu 600 nghìn Ở dòng 11 Pro Max nếu pin zin chưa quá kích còn 86% thì dùng còn khá là tốt mọi người nhé tại vì dòng này thì pin rất là trâu và tiếp theo là một cây iPhone 14 Plus phiên bản quốc tế 128 g cái máy này thì có màu đỏ màu đỏ thì thường nam giới sẽ không dùng nhưng rất là hay được mua để tặng vợ Đấy, và về chất lượng thì tu vân mua bài bao với mọi người là chưa vặn bất cứ một con ốc nào mọi người nhé thì đồng nghĩa với đó là máy chưa bị bùng mở một lần nào chưa bị thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì bên trong và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 89% mươi cây máy này có mã số là 669T và mức giá bên em để cho mọi người là 15 triệu 200 nghìn Mọi người lưu ý là từ dòng iPhone 14 trở lên Ở trên thị trường có rất là nhiều máy Không có khay SIM mọi người nhé Và những cây máy đó thì Dùng thì cũng khá là bất tiện Và giá nhập cũng rẻ hơn những cây máy Có khay SIM khá là nhiều Nên là nhiều khi mọi người so sánh thì nó rất là khập khiễng nói chung là tiền nào của nấy không có chuyện giá rẻ mà lại được hàng chất lượng có thể chênh nhau ít thì được nhưng chênh nhau nhiều thì không thể mọi người nhé không ai có thể đi ngược lại được cái quy luật của thị trường và tiếp theo là một cây iPhone 12 phiên bản quốc tế 128GB cái máy này thì có màu tím về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé Và viên pin zin theo máy của cái máy này thì còn ở mức 88% Một mức cũng tương đối cao đối với dòng iPhone 12 Hàng zin chưa đục ốc, chưa bùng mở Có nghĩa là mức pin hiện tại của máy là mức pin chưa qua kích mọi người nhé Hiện tại mọi người mua trên thị trường thì rất là nhiều máy pin cao nhưng mà nhiều máy ở trong số đó là đã bị kích pin thì khi nói đến đây thì nhiều bác nói là ừ thì kích pin thì cũng là viên pin kém người ta kích lên thôi chứ cũng không có vấn đề gì cả nhưng nếu người bán đã lừa dối mọi người về phần pin thì cái khả năng rất là cao người ta sẽ lừa dối mọi người về nhiều bộ phận ở bên trong máy và với vân mobile thì mình làm phải nhập được những cây máy zin chưa đúng ốc thì mới dám bán và cam kết với mọi người là máy zin nguyên bản. Còn khi nhập mà thấy có dấu hiệu máy bị bùng mở rồi thì Tuấn Vân Mobile không dám bán và cam kết cho mọi người dưới dạng máy zin nguyên bản. Tại vì hầu hết là máy phải cần thay thế sửa chữa cái gì đó thì người ta mới mở ra để thay thế sửa chữa chứ không ai người ta tự nhiên người ta mở một cái cây máy dìn ốc dìn áp ra thứ nhất là mở rất là khó thứ hai là nó chịu khá là nhiều rủi ro cái rủi ro có thể là vỡ màn hỏng màn và cái thứ ba là nó làm giảm giá trị của máy cái thứ bốn là nó mất trong nước nên là chỉ cần thấy là có dấu hiệu mở ra là tung một bài loại Mặc dù là những cầy máy đó có thể mở ra bên trong khá là sạch đẹp Tại vì có một số bộ phận khi mà thay thế sửa chữa thì có thể xóa được dấu vết mọi người nhé Nên là những cầy máy đó thì tu bằng ngoài Chỉ cần thấy mở ra là loại Mã số của cầy máy này là 628T và mức giá bên em để cho mọi người là 8 triệu 500 nghìn Mức giá bên đảm báo là giá chọn gói mọi người nhé Trong đó thì đã bao gồm rất là nhiều chế độ và dịch vụ cho mọi người Bên đảm có miễn phí ship cho mọi người trên toàn quốc Phí ship của điện thoại thì cũng khá là cao mọi người nhé Tại vì nó bao gồm cả phí bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm dây vỡ Bên đảm có tặng cho mọi người một bộ phụ kiện chất lượng Bao gồm một bộ cáp sạc nhanh ốp và cường lực Về thời gian bảo hành thì bên đảm bảo hành cho mọi người rất là dài trong 12 tháng Ngoài bảo hành về máy thì bên em còn bảo hành cho mọi người về pin Thay pin miễn phí 12 tháng Ngoài ra thì bên em có chính sách bao zin không zin tạo máy Và bao cho mọi người cả dùng thử Không ưng, không thích có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền Về hai vấn đề là máy quốc tế và máy chính hãng Thì bên em bao với mọi người Hai vấn đề này chọn đời mọi người nhé Và nếu mọi người đã có sạc, mọi người không lấy sạc không lấy phụ kiện hoặc mọi người muốn có một số tháng bảo hành thấp hơn để giảm giá thì bên em cũng sẽ trừ trực tiếp trên giá bán cho mọi người để đặt mua máy mọi người liên hệ với bên em qua hai số hotline là 0818 463 888 hoặc 0763 911 666 cả hai số này của bên em thì đều có zalo bên em có hai cơ sở ở hà nội thứ nhất là ở số 40 võ thị sáu hà đông thứ hai là ở y Lỗ, Cờ Biên, Thạch Thất Hà Nội. À, với khách hàng ở xa thì ở bên em có hình thức ship code khi nhận được máy mọi người được kiểm tra kỹ càng trước khi thanh toán và kể cả sau khi thanh toán thì với tu vân mobile mọi người vẫn được dùng thử trong một ngày à, tức là 24 giờ em nghĩ là với thời gian này thì quá đủ cho mọi người trải nghiệm một cây máy và nếu mọi người cảm thấy không ưng không thích hoặc là cảm thấy có bất cứ một vấn đề gì đó thì mọi người có thể yêu cầu trả lại máy bên em và nhận lại tiền tức là khi mọi người mua rồi mọi người có thể trả lại không cần lý do gì cả không cần nói với tư vấn mobile bất cứ một vấn đề nào chỉ cần nói là muốn trả lại thì bên em cũng rất là thoải mái rất là vui vẻ và qua chính sách này thì Tu Mobile cũng muốn đảm bảo là 100% khách hàng đến với Tu Mobile sẽ có trải nghiệm hài lòng. Ở website của bên em là tuvanmobile.com và với phương châm là hàng chọn giá thấp thì Tu Vân Mobile truyền chọn cho mọi người những cây iPhone còn nguyên zin, chưa động ở bất cứ một con ốc nào. những cây máy này thì rất là đặc biệt và để nhập được thì bên em cũng phải đi tìm đi chọn và trong một lô thì cũng chỉ nhập được với một cái số lượng rất là ít và nhập được thì cũng phải nhập với một mức giá cao hơn so với những cây máy hiện tại các thợ các shop đang bán cho mọi người dưới dạng máy zin ở trên thị trường ở đây là bẩn mọi người nhé bụi bẩn một chút Mọi người có thể xem hàng trăm video mở máy ở trên kênh Tú Vân Mobile thì mọi người sẽ thấy là phải vặn hai con ốc ở phía dưới phần chuối sạc thì mới có thể mở máy và mở máy thì mới có thể uh, thay thế sửa chữa được mọi người nhé. Bên nam bao là gìn chưa đúng ốc thì đồng nghĩa với đó là máy chưa bị bùng mở một lần nào và chưa bị thay thế sửa chữa bất cứ một bộ phận nào. Đường link của khoảng 200 video mở máy thì bên em đã để ở phía dưới phần mô tả. Uh, mọi người có thể click vào đó để xem và tham khảo bên trong một cây máy zin chưa đúng ốc sẽ rất là sạch đẹp và nó không có dấu hiệu bị thay thế sửa chữa ở bên trong và nó cũng không có dấu hiệu của việc bị bất cứ bàn tay nào động chạm vào bên trong để làm bất cứ một việc gì cả. Đấy ở trên một cây máy zin chưa đúng ốc thì ở đây mọi người có thể thấy là camera của máy trong vắt mọi người nhé không có bụi không có bạc gì cả những cây máy này thì chưa thể thấy cam chưa thể bị rửa cam và chụp ảnh sẽ rất là đẹp nói chung là những cây máy như thế này thì nó sẽ giữ được tối đa những cái đặc điểm của một cây máy vừa mới được bán mới ra ở trên thị trường tại vì là một cây máy từ khi bán mới ra đến khi mà tú quân mobile giao đến tay mọi người thì nó ở cái tình trạng là nguyên bản như vậy chưa động chạm đến bất cứ con ốc nào ở đây thì mọi người có thể thấy một bức ảnh được chụp từ một cây máy iphone zin chưa đúng ốc thì nó rất là đẹp và cái độ sắc nét nó rất là cao ở đây thì mọi người có thể thấy là chữ rất là nhỏ nhưng mà zoom lên thì rất là rõ nét mọi người nhé màn hình của máy thì rất là sáng đẹp chu tông đầy đủ cảm ứng của máy thì rất là nhạy và tốc độ máy nhanh ở những cây máy như thế này thì chưa có thể bị thay màn chưa thể bị ép cảm ứng và chưa có thể bị ép kính và những cây máy như thế này thì có một cái đặc điểm rất là quan trọng là máy rất là bền mọi người nhé. Kể cả khi mọi người có lỡ tay đánh rơi thì cái tỷ lệ lỗi, tỷ lệ vỡ của máy cũng thấp hơn hàng dựng hàng sửa hoặc những cây máy chỉ đạt tình trạng mên zin, màn zin ở trên thị trường rất là nhiều. Hiện tại thì các thợ, các shop bán cho mọi người dưới dạng máy zin ở trên thị trường thì người ta cũng chỉ bao với mọi người là mên zin màn zin tức là hai bộ phận ở bên trong máy là zin còn hầu hết trong số đó là đã bị thay thế sửa chữa một hoặc một số bộ phận thì với những cây máy như thế thì dùng cũng khá là tốt nhưng so với những cây máy zin chưa đúng ốc mà tu vân mobile chọn về để bán cho mọi người thì nó sẽ kém cũng khá là nhiều về chất lượng và về độ bền mọi người nhé và theo kinh nghiệm bán iPhone của Tú Vân Mobile trong rất là nhiều năm thì hầu hết những cây máy iPhone zin chưa động ốc sẽ được sử dụng một cách ổn định không có lỗi. Tức là nó rất là bền sau rất là nhiều năm kể cả sau thời gian bảo hành. Không nhiều người nghĩ là sau thời gian bảo hành thì máy được sử dụng tốt và ổn định trong thời gian bao lâu thì với những cây máy dìn chưa đúng ốc thì mọi người an tâm là nếu mọi người sử dụng ở một cái mức bình thường thì máy nó sẽ rất là bền và ngược lại so với những cây máy ở những cái chất lượng khác thì nhiều khi là ví dụ như là máy thay vỏ thì chỉ cần mọi người rơi với một cái lực nó không lớn lắm thì vỏ của nó đã cong vênh và nó đã vỡ rồi tức là nó rất là kém bền hoặc là máy bị áp kính thì cũng như vậy rất là dễ vỡ và những cây máy bị thay thế sửa chữa ở các bộ phận khác thì cũng như vậy nó sẽ kém bền hơn và những cây máy này thì thuộc bằng mobile đều chọn cho mọi người những cây còn áp suất zin chống nước rất là tốt thì nó sẽ là một cái bảo hiểm cho mọi người khi mọi người có lỡ tay đánh rơi vào nước hoặc ở trong mùa mưa mọi người để máy ở bên trong người và bị ướt nước mưa. Còn hiện tại ở trên thị trường mọi người mua máy thì hầu hết các máy sẽ không có áp suất mọi người nhé. Tại vì hầu hết ở trong những cây máy đó thì đã bị mở ra để thay thế sửa chữa một hoặc một số bộ phận nào đó rồi và về mức giá thì Tu Mobile cố gắng để cho mọi người với một mức giá rẻ nhất, hợp lý nhất có thể. So với thứ nhất là chất lượng máy hàng tuyển chọn và thứ hai là so với một chế độ bán hàng và bảo hành rất là dài, rất là tốt. Xin chân thành cảm ơn hàng ngàn khách hàng ở trên cả nước trong nhiều năm qua đã tin tưởng và đặt mua iPhone của Tu vân Mobile. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.